Dạ, đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương xin mến chào quý cô bác, anh chị và các bạn. Dạ, trong những ngày gần đây thì anh em hiệp sĩ Bình Dương tiếp nhận một ngày phải nói là rất nhiều các cô, các chú, anh chị ở tất cả các tỉnh rất xa, đặc biệt là khu vực ở phía miền Tây. Hiện nay một ngày anh em tiếp xúc và có thể tư vấn phải hàng trăm trường hợp, đa số là các em trai hoặc các anh trai về để báo tin nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình để đăng tin tìm vợ. Trong thời gian vừa rồi thì phải nói là rất nhiều các chị em phụ nữ không hiểu lý do nào đó mà một ngày một tăng, rất nhiều chị em hiện nay có một cuộc sống rất tốt, rất gọi là rất hạnh phúc, nhưng mà một ngày một xem trên TikTok, xem trên mạng xã hội hiện nay quen phải nói là một số thanh niên trẻ, đến giờ phút này anh em hiệp sĩ Bình Dương đi tìm phải nó cũng rất mệt mỏi. Nhiều câu chuyện anh em hiệp sĩ Bình Dương tìm được nhưng mà nhiều chị em gái lại tiếp tục bỏ đi. Hôm nay thì anh em hiệp sĩ Bình Dương tiếp tục có tiếp nhận cuối tuần, một buổi sáng tiếp nhận một thông tin đại một gia đình là có bốn thành viên ở từ một tỉnh rất xa, thì hôm nay về đây báo tin nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình để đăng tin để tìm vợ và tìm con của mình. Dạ, câu chuyện nào kính mời cô chú anh chị bạn tiếp tục theo dõi hết video này. Dạ, xin phép chào anh trai bên kia, anh có thể anh giới thiệu anh họ tên là gì? Tôi Thạch Chân Đa, Dạ, mình người Khmer. người dân tộc Khmer, Dạ, anh hiện nay đang sinh sống tại đâu? đang ở Long An. Từ Long An luôn. Vâng. Hôm nay anh đi cùng với lại ba thành viên còn lại về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương tìm ai? Tìm vợ cho đứa em. À, tìm vợ cho em ha. Vâng. Rồi, xíu nữa em tiếp tục trò chuyện với anh nhé. Vâng. Rồi, xin phép chào chị gái. Chị có thể chị giới thiệu chị họ tên là gì? Em là Nguyễn Thị Loan. Nguyễn Thị Loan Dạ. à. Chị Loan nhiêu tuổi rồi? Sinh 1975. 1975 à. Rồi, hôm nay chị cùng với chồng và cùng với em và Vâng. cùng với con gái của chị đúng không? Vâng. Về đây tìm giúp và đăng thông tin Vâng. đúng không? Để lên tiếng tìm Dạ. giúp vợ cho em trai đúng không? Vâng. Dạ, em cảm ơn cuộc chia sẻ của chị nhé. Rồi, chào em trai, cảm giác mình. Em có thể em giới thiệu cho anh cũng như cho các cô chú anh chị biết được em họ tên là gì? Tật Hoàng Minh. Thạch Hoàng Minh. Dạ. Em nhiêu tuổi rồi? Sinh Em 33 33 tuổi. 33 tuổi nha. Dạ. Em hiện nay đang sinh sống tại đâu? Sinh sống ở Tây Trinh. Từ Trà Vinh luôn. Dạ. Em lên đây từ khi nào? Đi từ mấy giờ? Em lên từ hôm qua. Từ hôm qua luôn. Dạ. Ồ. Và ngủ ở nhà em. Từ hôm qua xong sang Long An. Dạ. Ồ, sang nhà ông anh đúng không? Dạ. Xong sáng mai đến Bình Dương. Dạ. Cái cuộc hành trình của mình đi xuyên tỉnh như vậy có mệt không? Dạ. Cuộc hành trình của mình đi tìm vợ này có mệt mỏi không Đi em? tìm vợ rồi còn công an lấy mất xe luôn. Trời ơi, công an lấy xe luôn. Dạ. Rồi, xíu nữa Nói em hết kia. ra trên cộng đồng mạng đi. Là em đi đến nâng chừng đâu đó là công Nói an lấy to, nói xe của lớn đi. em. Em nói to lên. Lấy xe có là biên bản không? Dạ. Có, mà đi là tới Tiền Giang. À, đấy là, rồi đấy là, rồi em trai chia sẻ tiếp đi. Em 33 tuổi đúng không? Dạ. À, nguyên quán tại Trà Vinh. Dạ. Em Thạch gì? Hoàng Minh. Thạch Hoàng Minh nha. Dạ. Em 33 tuổi. Dạ. Em hôm nay về đây tìm vợ và con đúng không? Dạ. Em có thể cho anh biết là vợ em họ tên là gì? Sơn Thị Ngọc Diệu. Đọc đọc chậm thôi. Sơn Thị Ngọc Diệu. Sơn Thị Ngọc Diệu. Dạ. Con gái Diệu đúng không? Dạ. Rồi ai nữa? Thật ơi, con là Thật Sơn Bích Tiền. Thạch gì? Thật Sơn Bích Tiền. Thạch Si Bích Thật Tiền. Sơn Bích Tiền. Sơn. Thạch Sơn. Dạ. Sơn ha. Thạch Sơn Bích Tiền ha. Đưa gái nhỏ là Thật Ừ. Sơn Bích Nguyên. Vậy là Vợ là Sơn Thị Ngọc Diệu. vợ em bao nhiêu tuổi? 26 tuổi. 26 tuổi, em ba mấy? 33. Ồ, trên nhau cũng tương đối nhiều tuổi ha. Dạ. Rồi, em và vợ có đăng ký kết hôn không? Có. Vợ em nguyên quán ở đâu? Ở Kim Hòa, xã Kim Hòa. Đâu nữa? Tỉnh Dạ. nào? Tỉnh Tây Vinh. Tỉnh Trà Vinh luôn. Dạ. Gia đình em và gia đình vợ có gần nhà nhau Có. không? Cách cỡ 5 cây số. 5 cây đi gần ha. Dạ. Trước mình yêu vợ là đi bộ hay đi xe? Hồi lúc đó đi làm ở Sài Gòn. À, làm Sài Gòn Quen quen luôn. con điện thoại. Ừ, vừa có công ăn việc làm lại vừa có con vợ luôn đúng không? Ồ. Dạ. Trước đây quen vợ là yêu dữ không? Yêu. Yêu à? Dạ. Trước đây em đã từng có vợ chưa? Chưa. Chưa, còn vợ em có chồng chưa? Chưa. Mình yêu nhau là bao nhiêu thời gian thì mới cưới nhau, mới sống với nhau? Cỡ 2 tháng rồi về nhà đám cưới luôn. 2 tháng cưới luôn. Dạ. Cưới nhanh dữ vậy. Dạ. Ồ, nó yêu quá Dạ. ha. Rồi, gia đình em ấy có quý con dâu, có quý vợ em không? Yêu không? Yêu. Hiện nay là vợ của em tại sao bỏ nhà đi? Rồi lúc đó em cũng đi làm hộ rồi em ở nhà. Rồi nó quen thằng khác á. Trời ơi. Rồi tới đó em Lâu chưa? cũng quen mấy tháng à. Em cho anh hỏi này. Em và vợ hiện nay đang trước thời điểm mà Nói em và vợ trước thời điểm vợ bỏ đi mất tích lớn lên. là em đang sinh sống tại đâu? Dạ em đang tại làm hồ trong quân nhất.
quận nhất thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Thế còn vợ em? Em ở nhà. Nhà ở đâu? Ở quê. Quê. Ở Kim đấy. Ồ. Em đi bao thời gian em về một lần? Đi 2-3 tháng về. Trời đất ơi. Tại sao em đi vợ trẻ thế này mà vợ năm nay 26 tuổi đúng không? Dạ. Mà sao em đi 2-3 tháng làm sao mà ai mà chịu được? Thì... Tại sao mà em đi lâu vậy em mới về một lần? Thì đang làm kiếm tiền. Kiếm tiền hả? Anh đồng ý. Dạ. Nha. Dạ. Là em đi kiếm tiền về phụ vợ nuôi con. Thế nhưng mà cái thời gian ấy mà em đi quá dài. Đúng chưa? Không có người phụ nữ nào ấy mà chịu nhịn hoặc chịu được cái cảnh mà chồng đi xa nhà vài ba tháng một về một lần. Em đi như vậy em có nhớ vợ em không? Dạ nhớ, cũng đang làm thì. Hàng ngày em có gọi điện cho vợ không? Có gọi mà. Gọi... Một ngày gọi mấy lần? Gọi mấy lần mà gọi không bắt máy, rồi khi bắt máy. Trời ơi. Gọi gì đó. Chị, em cho anh hỏi thế này, em đi thành phố Hồ Chí Minh, em lên quận nhất thành phố Hồ Chí Minh, em làm việc lâu chưa? Em cũng làm mấy năm rồi, làm hộ. Mấy năm là từ khi quen vợ đúng không? Dạ. Ồ, thế em đã từng có, thế thường xuyên là về nhà thăm vợ không? Có. Cứ đều đặn là 2-3 tháng em về thăm vợ một lần? Dạ. Từ trước đến giờ, từ khi cưới? Dạ. Còn vợ em ở quê là ngoài ra là làm gì nữa? Ở nhà chăm sóc con với làm giặt đồ giặt gì cho bà vợ. Ừ. Rồi... Phụ gia đình nha, dạ. Nội trợ đi nha. Dạ. Vợ em bên ngoài có đẹp gái giống vậy em? Có. Trắng không? Trắng. Trắng hả? Dạ. Ô trời ơi là trời. Bận 2-3 tháng mới về thăm vợ một lần. Dạ. Mỗi một lần em về thăm vợ em đưa cho vợ bao nhiêu tiền? Tôi lúc tiền theo làm từng cái gửi à. Tuần gửi một lần? Dạ. Tuần gửi lần nhiêu? Từng cái gửi 2 triệu với 3 triệu vậy ạ. 2 triệu, 3 triệu một tuần? Tôi có làm nhiều thì được gửi nhiều. Em đi phụ hay là em thợ? Làm thợ. Thợ luôn, thợ một ngày công mấy trăm? 4,5 triệu. Ồ, 4,5 triệu cũng được. Em trừ chi phí thì một ngày em dành dụng được nhiêu? Thì ngoài em cũng dư cũng được 300 mấy. 300 mấy là giỏi rồi, sống đất thành phố mà. Dạ. Một ngày 400 mấy, dư 300 mấy là giỏi rồi. Dạ. Nha, anh chẳng dư đồng nào luôn. Rồi cho anh hỏi này. Vậy là vợ em ấy, là ở nhà là ngoài ra là nội trợ và nuôi dạ. con. Dạ. Vợ em không làm gì việc gì khác? Dạ, không. Cái thông tin ở đâu mà em biết được vợ em quen người đàn ông khác? Thì... Quen thì em cũng biết, gần cũng trong xóm nó luôn. Gần xóm luôn? Dạ. Gần xóm người ta có làm ăn gì không? Không. Ở nhà luôn? Dạ. Ở nhà nó quen vợ luôn? Dạ. Cái người đó là... Có, đó nó làm ở Bình Dương á. Trước đây làm Bình Dương? Dạ. Người đàn ông nó bao nhiêu tuổi rồi? Cũng gần 40 rồi. Gần 40? Dạ. Ồ, là còn già hơn em luôn? Dạ. Em 33? Cũng chơi chung với em. Chơi chung bạn luôn? Dạ. Tôi chết tôi rồi. Vậy ông bạn thân à? Dạ. Em có từng ăn nhậu với người đàn ông ấy bây giờ chưa? Dạ có. Nhậu liên tục không? Cũng nhậu hoài. Nhậu hoài luôn? Dạ. Rồi xong luôn rồi. Người đàn ông hiện nay đang ở đâu em biết không? Dạ. Người đàn ông hiện nay đang ở đâu? Dạ, cũng nghe tin nói Bình Phước, Đồng Xoài gì đó. Nghe tin là Đồng Xoài, Bình dạ. Phước. Dạ. Đúng chưa? Dạ. Người đàn ông ấy hiện nay em biết được thông tin là dụ vợ em đi bao nhiêu thời gian rồi? Đi mùng 8 Tết. Từ mùng 8 Tết? Dạ. Tại sao mùng 8 Tết đến giờ phút này em mới về đây em nhờ các anh? Dạ. Tại sao mà lâu vậy em bây giờ mới về nhờ? Thầy của em đang đi làm. Nó lớn tiếng lên. Em đang đi làm đi kiếm tiền á. Kiếm tiền chi? Trả nợ. Trả nợ. À. Nói cái gì có cái nó lấy tiền này. Kiếm tiền để trả nợ, không có tiền để không có kinh phí để đi, đúng không? Dạ. Trời ơi, thương nhỉ. Đó nó bệnh. Ai bệnh? Dạ. Kỳ hết đây cho anh đi bệnh viện kỳ đi. Dạ, bệnh hết 2 năm. 2 năm nó bị thận ứ nước á. Rồi đi vay 100 triệu tiền mặt chữa cho nó gọi, mình nó theo thằng này luôn. Trời ơi là trời. Nói ơi. Em phải bình tĩnh lên nên đừng làm ông phải nói cho nó mạnh mẽ lên. Vậy là cái số tiền ấy mà hiện nay em mang nợ mà em đang chia sẻ từ Tết giờ em buộc lòng phải đi làm, cố gắng hết sức để làm để kiếm tiền trả nợ. Dạ. Giờ anh hiểu được cái câu chuyện là trước Tết về trước là 2 năm về trước là vợ em mắc một căn bệnh. Dạ. Vì vậy nên là em phải vay mượn phải nói là một số tiền rất lớn đối với em. Dạ. Hàng trăm triệu để điều trị cho vợ. Không muốn bỏ vợ mà không muốn để vợ mang bệnh. Dạ. Đến giờ phút này vợ hết bệnh, đúng chưa? Dạ. Là vợ đi theo người ta. Dạ. Và chính cái người đàn ông đó là cái người mà chơi chung với em luôn. Dạ. Nó thường xuyên ăn nhậu mà cùng quê. Dạ. À, hiện nay người ta có lên tiếng là người ta đi với vợ em không? Không. Không. Không biết gì. Vợ em đi từ mùng mấy Tết? Mùng 8 hả? Dạ, mùng 8 Tết. Từ mùng 8 Tết năm 2023 đến giờ phút này vợ em gọi về nhà được mấy lần rồi? Cũng không gọi. Không gọi luôn? Được 2-3 lần. Gọi về vợ em báo tin là vợ em đi đâu và làm gì? Em hỏi nó đi đâu nói ấy đi đâu rồi nó đi làm, nó đi làm gì đó. Đi làm xong cho vị trí, có gửi dạ. vị trí cho em không? Không. Tại sao?
rồi em hỏi đâu đó, lúc đó ở Sài Gòn, rồi tới sau này là không có liên lạc được hết luôn. Ngày gần đây nhất bao nhiêu thời gian em không gọi được cho vợ? Lúc đó cũng gọi nói chuyện bây giờ lâu chưa? Dạ lâu chưa, chắc cỡ 2 tháng trước gọi nói chuyện rồi cũng gặp đứa con. Nói chuyện lâu không em? Cũng lâu rồi. Không nói chuyện là một cuộc nói chuyện là bao nhiêu phút? Có khoảng 5 phút à. 5 phút rồi hả? Dạ. Vợ có mở camera cho em xem không? Có. Có à? Em có xem được vợ không? Có nhìn được vợ không? Được. Nhìn vợ có thay đổi không? Dạ, giờ trong nhà trọ mà. Ở trong nhà trọ nhưng mà bây giờ em thấy vợ có thay đổi không? Dạ. Tóc tai có nhuộm có uốn gì không? Cũng vẫn vậy à. Có xăm mắt, xăm mi gì không? Xăm môi không? Xăm mi. À thay đổi xíu à? Dạ. Ờ. À. Nhưng mà không quay cận cảnh đúng không? Dạ. Vợ em có quay là em có nhìn được hoặc là nhìn trộm được cái hình ảnh là có người đàn ông trong trong đó không? Có. Có luôn. Dạ. Trong điện thoại. Ôi na trời. Rồi đăng lên mạng cũng được hết. Tại sao em tìm cách để em liên hệ, em về tận nhà, tìm đến phòng trọ? Dạ. Tại sao em tìm cách để em về tận nơi để em kiểm tra? Thì em... Anh hỏi lại em này. Dạ. Em và vợ có đăng ký kết hôn không? Có. Hoàn toàn là có đúng không? Dạ. Vợ hôm ấy cố tình là cho em xem cái người đàn ông đó hay là không may là vợ quay chúng? Được, đăng lên mạng. Đăng mạng luôn, công khai luôn hả? Dạ. Thế giờ phút này thì em còn muốn tìm vợ nữa không? Dạ, có. Hiện nay các con em đi cùng mẹ? Dạ. Mấy con? Đứa nhỏ. Một bé nhỏ mấy tuổi? 5 tuổi. 5 tuổi, em được mấy con? 2 đứa. Còn bé nữa mấy tuổi? 7 tuổi. Bé 7 tuổi đang ở đâu rồi? Đang ở nhà ngoại. Ở nhà ngoại? Dạ. Ở bên bà ngoại đúng không? Dạ. Ồ. Bây hiện nay ấy, em về em chia sẻ là vợ em sống với người đàn ông khác, có thể là trọ ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh đúng chưa, và hiện nay thì cái người đó là cùng quê mà cũng là người em được từng biết. Dạ. Gia đình em có biết chuyện này không? Biết. Gia đình em, mẹ vợ, đặc biệt mẹ vợ lên tiếng không? Có, nói kêu em đi kêu vợ chị với con về đi học, nhưng mà nó về thì nó thì em lấy đứa con em về. Thấp hình chút xíu em. Mẹ vợ nói động viên em không? Dạ. Mẹ vợ có động viên em không? Dạ. Có an ủi động viên không? Có. Có nói em đi lấy vợ khác không? Dạ không. Mẹ vợ có nói em đi lấy vợ khác không? Không. Em gia đình vợ em có anh chị em vợ không? Có. Nhiều không? Cũng đông. Đông, mọi tất cả anh em có tư vấn gì cho em không? Có. Có tập trung gọi cho vợ em không? Dạ, gọi nó gọi không được. Gọi không được. Dạ. Vậy là từ Tết là vợ em không về thăm gia đình, mà đặc biệt là không thăm một bé con của em nữa. Không có gọi gì hết. Còn vợ em đang làm gì, ở đâu thì hiện nay chưa chính xác. Dạ. Thực sự là nghe câu chuyện này rất thương. Em trai này là một người ở một tỉnh rất xa, đặc biệt là về đây nói chuyện có thể là không rõ ràng. Nhưng mà cái câu chuyện này nói chuyện như thế này, thực sự anh em nghe rất cảm động, rất thương. Đây là tiếp tục một cái câu chuyện, một cuộc tình gọi là gần như là không còn. Trước đây em sống với vợ, em có bao giờ đánh đập chửi bới vợ không? Dạ không. Không luôn. Dạ. Mình có bao giờ la dày hoặc làm vẻ vợ buồn không? Dạ. Em có nhậu nhẹt bê tha không? Say xỉn không? Cũng có nhậu mà không có bởi vợ. Say không? Say. Say nhưng về có chửi vợ không? Không. Chửi, chưa chửi lần nào luôn đúng không? Dạ. Em có đánh vợ không? Cũng có cãi lộn mà ấy. Cãi lộn, cái nghiêm trọng lắm không? Dạ. Bình thường thôi. Đi nhậu nhiều rồi nè. Dậu, nhà nhậu nhiều về vợ la dày đúng không? Dạ. Đi làm nó lâu về nhà nhậu vậy. Một lần em đi làm về xa từ quận nhất thành phố Hồ Chí Minh đến khi em về quê để gặp vợ và con. Dạ. Đang trên đường đi ấy, để về gặp, chưa gặp nhé, em có mừng không? Dạ. Có hồi hộp là có muốn về chuẩn bị mình sắp được gặp vợ con không? Dạ. Có mong muốn như vậy không? Dạ. Là đang đi trên đường đó. Dạ. Mong muốn không? Dạ. Có không? Có. Có ha. Dạ. Đến khi về gặp vợ thì vợ thấy làm sao? Dạ. Đến khi đó em về em gặp vợ thì thấy vợ có bình thường không, có vui vẻ không? Cũng có vui, vui vẻ rồi. Các con em có vui không? Có. Các con thấy ba đi làm về xa đúng không? Dạ. Em về em mua quà cho các con không? Dạ có. Có. Dạ. Em về thấy vợ như vậy này em phấn khởi không? Dạ. Vui mừng không? Dạ vui mừng. Một lần em về như vậy em về được mấy ngày? Thì tận 2-3 ngày. Có khi một tuần cái 2-3 ngày. Dạ. Anh hỏi một câu chuyện tế nhị hơn. Ở nhà quê nhà em có nhà không? Có. Vợ chồng em ngủ riêng hay ngủ chung? Cưới là em ở bên đây mà em đi ở bên vợ. Dạ, à giờ về sống bên vợ. Dạ. Sống bên vợ là có nhà hoặc có phòng riêng không? Có. Tối thì hai vợ chồng một lần về như vậy á, từ quê từ
Em đi làm ở trên thành phố về ấy, em về quê ấy, là về ngủ chung với vợ là có ngủ chung giường không? Có, ví dụ chung với đứa con. Chung một đứa con đó, con mấy tuổi? 5 tuổi. Con 5 tuổi, con bé 7 tuổi là ngủ bà ngoại đúng không? Dạ. Anh hỏi thật nữa này. Dạ. Một lần em về như vậy ấy, em vợ em có cho em làm gì không? Có bình, em thấy bình thường không? Dạ. Bình thường hay bất thường? Bình thường. Em thấy có biểu hiện gì lạ không? Không. Không cảm nhận gì lạ luôn hả? Dạ. Em có tin tưởng vợ không? Trước đây ấy, có. từ khi mà em chưa phát hiện được đến vợ ngoại tình, Dạ. là em có hoàn toàn có tin tưởng vợ không? Tôi mới Tết này là trước Tết mấy tháng này. Trước Tết mấy tháng là mới vẫn còn tin. Là thấy điện thoại nhắn tin nhắn gì thấy nghi nghi rồi mà. Bây giờ mới Tết, từ Tết đổ ra là mấy tháng mới nghi thôi. Vợ em trước khi mà vợ em bỏ đi thành phố Hồ Chí Minh à, bỏ đi ôm con đi á, để hiện nay thì sống với một người đàn ông khác, là vợ trước khi vợ em đi là vợ em có ý định hoặc có lên tiếng hoặc vợ em có chia sẻ cho gia đình em là vợ em sẽ đi làm sao? Hồi đó làm đơn đi vậy á. Trời ơi là trời. Đặt kêu xuống cái rồi em nói rồi em đang đang làm à, em gì không được rồi đó rồi cái Tết. vậy là vợ em đã làm đơn ly hôn em rồi Dạ, làm đơn rồi. mà tòa kêu em về để ký đơn đúng không? Dạ. Nhưng em nói là em mắc làm nhưng chẳng qua ấy, là em không muốn bỏ vợ Dạ. đúng chưa? Dạ. Em không muốn mất vợ mình, mất con đúng không? Dạ. Đến giờ phút này thì mất thật rồi em. Giờ phút này em thấy là mất rồi. Người đàn ông kia có vợ có con không em? Có. Vợ người ta đang ở đâu rồi? Cũng có chồng khác rồi, cũng như vậy. À, ly dị rồi. Vậy là người ta hiện nay độc thân. Dạ. Trước đã từng có vợ có con rồi nhưng mà hiện nay là ly hôn rồi còn độc thân. Dạ. Còn riêng vợ em là hiện nay đang dây rất là còn dính một miếng giấy. Đúng chưa? Dạ. Chứ người vợ em hoàn toàn người ta sở hữu rồi. Từ Tết giờ là có thể từ trước đây nữa cơ. Có thể là nhiều năm về trước. Em chia sẻ này có thể anh đang nghi ngờ là cái câu chuyện này nhiều năm về trước rồi. Nha. Có thể là em đi làm rất xa từ khi em cưới vợ đến giờ phút này con em 7 tuổi rồi. Đúng chưa? Một năm em về có một vài lần như thế này. Cũng mới quen này, mới quen. Đó là mới quen em biết được thôi nhá. Thế là thực sự là người ta ngấm ngầm, có thể là quen lâu rồi em không thể biết được. Không có khi nào người phụ nữ vừa quen xong mà đã bỏ chồng lại, bỏ chồng bỏ bỏ con kiểu này đâu. Đây là cái tình yêu người ta phải nói là nó lên đến đỉnh rồi đúng không, lên đến Tây Nguyên rồi đó, cho người ta mới quyết định một cách mà ly hôn như thế này. Không có người nào tự dưng mà mới quen mà một cái một quyết định để ly hôn chồng con đâu em ạ. Hôm nay em về đây em nhờ các anh em hiệp sĩ Bình Dương, các anh em sẽ tận tình giúp em. Mục đích chính là tìm được vợ và em, con em đang ở đâu. Còn vợ và con em có ở với em hay không thì cái điều là anh chưa chắc. Bởi vì vợ em lớn tuổi rồi, không phải là nhỏ nữa. Nếu vợ em dưới tuổi thành niên, có thể ngang tuổi, có dưới 16 tuổi, thì em hoặc gia đình có quyền bắt về, các anh hỗ trợ bằng mọi giá. Còn vợ em đặc biệt là trên 16 và trên 18 và đặc biệt là vợ em hiện nay có chồng có con, các anh em không thể bắt được. Nhưng các anh sẽ hỗ trợ cho em. Mục đích chính là để em trò chuyện với vợ em một cách tốt đẹp nhất. Nếu thực sự vợ em không còn thương yêu em nữa thì em phải hết sức cố gắng nha, cố gắng hết sức em ạ. Anh không muốn, mong muốn điều đó xảy ra với em và đặc biệt là các đứa trẻ. Bởi vì cuộc tình nào chia tay nhau đều đau hết. Hiểu ý anh chưa? Em có muốn mất vợ không? Muốn mất vợ không? Muốn bỏ vợ không? Muốn bao giờ đi nhà? Em có muốn bỏ vợ không? Dạ không. Không đúng không? Một người thì muốn là một người không, vợ em thì chắc chắn muốn bỏ em rồi, bởi vì có người tình khác thì muốn bỏ em rồi, bởi vì cuộc sống nhàm chán, người ta cảm thấy nhàm chán đúng chưa? Nhưng đến giờ phút này sống được 7 tháng qua với người, 7-8 tháng rồi thì đến người với người khác rồi, người ta thấy cuộc sống tốt đẹp hơn trước, thay đổi hơn, người ta mới quyết định ly hôn như vậy. Nhưng mà tội nhất là các con của em, hiện nay có cha sẽ không có mẹ và có mẹ sẽ không có cha. Và chắc chắn trong thời gian tới nếu thực sự mà cái cuộc tìm kiếm này không thành công hoặc vợ em không về mà vợ em vẫn quyết định ly hôn thì em cũng phải đành lòng chấp nhận, không được buồn nha. Mình là người đàn ông đồng ý là đau, rất đau nhưng phải bản lĩnh, một thời gian này nó cũng từ từ nó sẽ quên đi thôi nha. Ai, thực sự là tội lắm, anh tâm sự với những cái cuộc trò chuyện này rất nghẹn lòng. Các anh em này sẽ tìm kiếm và giúp rất nhiều trường hợp giống như em. Tính ra cho em nó kiếm được đứa con gì để ở cha dưỡng, sợ sau này nó phức tạp.
nó gái nhưng bằng trai thì được, bằng gái thì nó hiện tại cũng có mẹ em cũng rất lời cho đến cộng đồng mạng là bây giờ là bên thằng này nó ở bên vợ là người Khmer là lấy vợ là ở bên vợ mà nó ở từ lúc cưới tới giờ đó là như anh em chồng họ cũng không biết là tính con là như thế nào đó thì nó cũng đi làm mà nó đưa tiền về cho con này tiêu xài còn đến lúc bây giờ là như vậy á thì trên cộng đồng mạng cũng xin là nếu mà hai đứa nó gặp nhau được á thì nói chuyện là trên đồng hoàng còn nếu mà không thương nhau nữa thì cũng nói cho em nó biết còn bây giờ cho xin đứa con về cho cháu đi học còn không thể ở với cha dượng được vì là cha dượng chứ không phải là cha ruột đấy là phận của một đứa trẻ nó chưa biết thì bây giờ em chỉ xin cộng đồng mạng với xin các anh giúp đỡ cho thằng này nó đưa cháu đưa con nó về đó là em cũng xin cộng đồng mạng với các anh cũng giúp đỡ cho em nó. Em đến giờ phút này anh cảm giác được anh nói thì có thể là em hơi buồn nhưng mà những dòng tâm sự của anh rất thật, anh không mong muốn những cái cuộc trò chuyện được giả tạo, em hiểu ý nhau, anh muốn nói một cách chân thật nhất từ đáy lòng của anh để đến với em, hy vọng em hiểu ha. Vợ em chắc chắn có thể nhiều phần trăm sẽ mất rồi, em hiểu ý chưa, sẽ mất mãi mãi mất rồi. Nhưng mà các anh sẽ cố gắng hết sức, mục đích chính là để gặp bằng được, để cho em nói chuyện một lần. Bởi vì mới đây nhất, anh em hiệp sĩ Bình Dương đã tìm kiếm về một cuộc phải nói là vô cùng rất mệt nhọc. Một hai vợ chồng ở Long An sang đây nhờ, một anh trai sang đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương tìm vợ. Cứ bảo vợ tôi hiền lắm, vợ tôi không theo người khác, vợ tôi sướng lắm, tôi làm ra nhiều tiền. Đến khi anh em tìm ra, thì bắt sống quả tang luôn, đang sống với một người đàn ông khác ở tại Bình Dương, tại Bến Cát đó, tại trong nhà trọ. Và hoàn toàn những đồ trong phòng trọ hai người đang sử dụng là đồ của người chồng mua, kể cả giường liệm, lệm, quần áo, tất cả hành lý, nồi điêu song trọng, từ đồ dùng nhỏ đến lớn. Cái câu chuyện đó mới đau. Đến khi anh em tìm được thì là về 11 giờ đêm, kết thúc cái cuộc tìm kiếm là thành công, đã về. Sáng sau 6 giờ sáng cô nàng lại tiếp tục bỏ chồng, trốn đi theo ở người tình. Vì vậy cho nên là nhờ anh em tìm kiếm, anh nói em nói là thôi kết thúc, hãy chấm dứt ngay cuộc tình này, không có thể đi tìm ngoài được. Một người tái phạm một lần thì tha thứ, tái phạm 5 lần 7 lượt thì không thể tha thứ được. Đó. Chia tay vợ thì buồn ha, đúng không? Mấy tháng này thấy nó đơ đơ. Bây giờ hãy bản lĩnh em, người đàn ông phải bản lĩnh nha. Đồng ý là nhiều lúc rất buồn, có thể rớt nước mắt, nhưng không thể là suốt ngày khóc ròng như vậy. Bởi vì người ta không thương mình thì mình không có thể là mình suốt ngày mình cứ lưu kéo như vậy để làm chi nhá. Cố gắng ha. Em cố gắng được không? Không được nghĩ bậy nhá. Mình phải bản lĩnh, bởi vì hiện nay là chắc chắn em sẽ phải nuôi hai người con, và sau này em con em rất cần cái tình thương của em. Em rất lặng gánh và đặc biệt là còn báo hiếu cha mẹ nhá. Đến giờ phút này anh nghĩ là chắc chắn là em chưa báo hiếu được cha mẹ đâu, bởi em mới lớn lên đã lấy vợ rồi, phải không? Đến giờ phút này cha mẹ cũng chưa hưởng được cái gì của em, vì vậy không được nghĩ bậy nhá. Hiểu ý không? Anh nói như vậy hiểu ý anh. Em có hiểu được tiếng anh không? Không nghĩ bậy bạ ha. Bản lĩnh, nghị lực, mệt ngủ, không suy nghĩ nhiều, bởi vì hiện nay em suy nghĩ không giải quyết vấn đề gì. Còn có thông tin thì các anh sẽ báo thông tin cho em. Cụ thể em cứ về lo công việc đi. Nhá. Được không? Bây giờ là cuối video này, em hãy nói một điều nào đó tình cảm nhất, sâu sắc nhất, chân thật nhất, tình cảm nhất từ mùng 8 Tết đến giờ phút này để vợ em xem và vợ em hiểu, vợ em suy nghĩ lại, có thể vợ em sẽ thay đổi và em quay trở về. Tự em nói chuyện, em nói chuyện với vợ em làm sao hàng ngày nói chuyện yêu thương ngọt ngào, sao tự nói chuyện. Lợi vợ em sao giờ đây? Chị cũng vợ em về nhà rồi đưa con đi học. Tự em nói chuyện với vợ. Dạ. Vợ em tên gì em nói tin. Sư anh. Sư Thục Diệu. Ừ. Em có thương vợ không thì em nói chuyện đi. Có. Em nói đi. Vợ em đang xem đó. Tự em đang. Chắc chắn vợ em đang xem video này, anh khẳng định với em như vậy. Dạ. Nói lên tiếng đi. Tên gì đó. Nói đi em. Chị muốn cho vợ em đưa con về nhà đi học.
Em còn thương vợ không? Còn. Nếu mà vợ chấp nhận gì thì... Nếu vợ về em có tha thứ cho vợ không? Dạ, có. Bởi vì ai cũng có cái lỗi sai. Dạ. Trong cuộc đời con người ta là ai cũng có thể sai. Dạ. Không có thể ai trọn vẹn hết được. Dạ. Nhá. Máy móc còn sai cơ mà, mấy con người. Dạ. Đúng chưa? Nhưng mà sai biết đường sửa. Dạ. Nhá. Em có đồng ý không? Dạ, đồng ý. Sau này vợ về em đồng ý là tha lỗi cho vợ không? Dạ. Và không nhắc lại chuyện cũ được không? Dạ. Cố gắng hết sức để mục đích chính là mình nuôi dạy các con. Dạ. Bây giờ thì dù thì mình cũng có con rồi, yeah. Cuộc sống rất khó khăn, bây giờ lấy vợ khác cũng rất phiền, yeah. Nhưng nếu đường cùng thì vẫn phải chấp nhận, yeah. 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 Đường cùng vẫn phải chấp nhận, không nên níu kéo, yeah. Níu kéo không được phải chấp nhận buông, yeah. 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 Không nên khổ đau nhiều, yeah. Em ạ, tối thì ráng ngủ sớm, không nhậu nhẹt, không phải vì vợ buồn, vợ đi hoặc vợ có người khác, vợ đang vui vẻ mà mình đi nhậu, mình say xỉn bê tha là không có tốt, nha. Yeah. Yeah. Rồi, em còn muốn nói điều gì nữa không? Em còn muốn nhờ anh canh giúp điều gì nữa không ạ? Em cũng cảm ơn anh giúp đỡ cho vợ em với con em về nhà. Em xin cảm ơn. Kính thưa cô chú chị bạn, đây là một em trai ở một tỉnh rất xa. Thực sự là em trai nói chuyện nó cũng không được rõ ràng. Hy vọng là những lời chia sẻ tâm sự rất thật từ đáy lòng của em trai. Hy vọng là các cô chú anh chị nếu ai phát hiện được thông tin một em gái lưu hình như trên và đang hiện nay đang sống với một người đàn ông khác, có thể là chưa biết rõ mặt, nhưng hai mẹ con nếu mà nhìn rõ hình này thì liên hệ giúp anh em đội Hiệp Sĩ Hồng Dương theo số điện thoại 0913 785818. Anh em tìm cách để khuyên em gái này ôm con quay trở về bên chồng bên con của mình. Trong những ngày vừa qua, đặc biệt là 2 năm gần đây, anh em Hiệp Sĩ Hồng Dương tiếp nhận một ngày có thể nhiều nhất đến mấy chục trường hợp, đặc biệt là các anh trai về đây tìm vợ. Nhiều câu chuyện thực sự là rất thương, rất đau, nghe mà rất nghẹn lòng. Hy vọng là trong thời gian tới, những câu chuyện này một ngày một chấm dứt. Mình không thương yêu nhau nữa thì mình cũng chia tay thẳng thắn, nói chuyện nhau để không phải đi tìm kiếm, mất công, mất sức. Mà thậm chí một người đi, nhưng có thể là cả gia đình phải mất ăn mất ngủ để đi tìm. Nghe những câu chuyện này thực sự rất buồn. Dạ, cuối video này cho phép công Trần xin thay mặt các anh em đội Hiệp Sĩ Hồng Dương xin kết thúc cuộc trò chuyện ở đây. Xin hẹn gặp lại các cô chú anh chị và bạn trong những video tiếp theo. Bởi vì đây là một câu chuyện thực sự nào, những cái câu chuyện này về đây những thanh niên, đặc biệt là những người mà hầu như ở vùng quê mà có thể là không va chạm nhiều ở xã hội, nói chuyện là không được rõ, vâng. Tâm sự có thể là nhiều cô chú anh chị nghe không rõ được. Đó. Hy vọng các cô chú anh chị hãy thương những em trai như thế này, bởi vì em trai này thực sự là cũng không muốn mất vợ, mà đặc biệt không muốn mất con. Em có đồng ý cho anh em Hiệp Sĩ Bình Dương ấy, ghi hình và đăng tải tất cả nội dung của em lên tất cả trang mạng xã hội để tìm vợ cho em không? Có. Có ha? Dạ. Rồi, cái thông tin mà em chia sẻ này để tìm vợ và tìm con của em ấy, có đúng sự thật không? Dạ. Có đúng không? Dạ. Đúng vợ em không? Dạ. Vợ em hay vợ hàng xóm? Dạ. Vợ em. Dạ. Nếu tìm được vợ em đây bây giờ em sẽ nói điều gì? Các anh em Hiệp Sĩ Bình Dương tìm được vợ cho em thì em sẽ nói điều gì với vợ đầu tiên? Em chửi hay là em nói điều gì? Kêu về. Em kêu làm sao? Em nói thử anh nghe. Em đi về nhà rồi đưa con đi học. Sao nữa? Về nhà chăm sóc con. Gặp vợ bây giờ ấy, là phải nói là anh thương yêu em nhiều lắm, dạ. Anh đi tìm kiếm em bấy lâu nay, dạ. Anh không bỏ xa em được, dạ. Em đừng bỏ anh, dạ. Được không? Dạ. Nói như vậy nhé, dạ. Chắc chắn sẽ tìm được, dạ. Đồng ý chưa? Dạ. Dạ, cuối video này cho phép công Trần xin dừng cuộc trò chuyện ở đây. Xin hẹn gặp lại các cô chú anh chị bạn trong những video tiếp theo. Xin kính chào, hẹn gặp lại.